Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với video của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ quay một chút về trong quá trình chuẩn bị làm nhà cho chú Sơn, cũng như là sự đầu tư máy móc của đội thợ chú Sơn để cho các bạn xem và tham khảo nhé. Ở đây gỗ thì đang chuẩn bị bày ra rồi. Nói về chất lượng thì khỏi phải chê rồi. Đó, đây là cột cái rất là dài luôn. Chú đã chuẩn bị bộ gỗ này là được 5 năm rồi. Đó, đến hôm nay thì chuẩn bị bày ra và bào rồi. Còn đây là tất cả những dụng cụ gọi là đụng. Đó, đây là mộc đó. Đây, toàn bộ gỗ gỗ chai đó các bạn. Đó, trên mình thì toàn là gỗ chai thôi. Đã chuẩn bị bào được xong rồi. Và lát nữa mình sẽ quay một chút về cái nhà sàn, cũng là ông nằm trong đội thợ của chú. Đó, và trong quá trình làm cái nhà này thì chú có 3 người. Đó là đội thợ của chú và chú đã gọi thêm mình nữa là 4 thợ để làm cái nhà này. Đó, chú đã tìm những ông thợ rất là chất lượng để làm. Và còn bây giờ mình sẽ quay một chút về cái nhà sàn của gọi là anh trai mình thôi các bạn. Đó, cũng là nằm trong đội thợ của chú Sơn. Rất là chất luôn nha các bạn. Còn tiếp theo đây là máy các bạn. Đây là máy tubi, gọi là máy xoay ba lô nha các bạn. Đó, đội thợ này đã đầu tư rất là mạnh về các máy móc, gọi là trên 100 triệu luôn. Để đi để lại rất chi là pro luôn. Cái máy này thì nguyên cái khung của nó là 10 triệu các bạn, chưa có công tơ, chưa có cái lưới xoay, đó là nguyên khung. Và tiếp theo nữa là đây là cái máy bàn bàn 30 nha các bạn. Máy này thì dây vào 17 triệu, đó, rất chi là chất lượng luôn. Mình cũng xin nói với các bạn, đây là đội thợ đầu tư mạnh nhất ở trong xã mình. Đó, mình cũng nói với các bạn rồi, trên 100 triệu luôn. Đó, rất là phẳng đét luôn đó. Và tiếp theo nữa, đây là tất cả những gọi là dụng cụ làm mộc. Nào là máy móc, máy trà. Đó, rất chi là nhiều luôn. Đó, máy, đối với máy bào tai này thì rẻ thôi. Vâng, tiếp theo nữa là đây có máy nổ nữa các bạn. Máy nổ ví dụ trường hợp đi làm xa không có điện đó thì họ đầu tư. Còn tiếp theo đây là cái hòm. Đây ông thợ đóng cái hòm trục máy rất là đẹp đúng không ạ. Đó, mình sẽ mở ra cho bạn xem. Đây, đây là cái máy gọi là máy xoay cái khuôn bản lề đó các bạn. Đó, mình sẽ không lấy cho bạn xem nữa, bởi vì mình cầm máy quay nên là không lấy được. Tiếp theo đây các bạn xem máy cắt góc của họ đỉnh chưa. Đó, để máy cắt trượt, kéo đi kéo lại thoải mái nhá. Đó, máy này là đầu tư vào 5 triệu thôi, cũng gọi là rất đẹp, rất là chất lượng. Rồi ok các bạn, đây là máy bàn thứ hai nữa, đó là cái máy bàn 25. Đó, máy này thì rẻ thôi, máy này thì dây vào khoảng độ là 7-8 triệu. Và tiếp theo nữa là cái máy hơi, máy bán ghim, cũng gọi là máy phun sơn đó bạn. Đó, vừa bán ghim và phun sơn được. Còn tiếp theo nữa đây là một cái máy máy dập, máy khoan lỗ nhá, khoan lỗ của cái khuôn cửa đó các bạn. Đó, máy đục cái lỗ của cái khuôn rất là đẹp. Vâng, đây là cái nhà sàn của anh trai mình. Theo như mình vừa nói các bạn, mình nói vừa rồi với các bạn là đây là cái nhà của anh trai, cũng là một trong những ông thợ rất là giỏi. Đây các bạn xem, ba lô thì họ xoay rất là đẹp luôn. Đó là nhờ cái máy tubi vừa rồi đó các bạn. Cái máy mà mình giới thiệu với các bạn đó là 10 triệu, máy 10 triệu đó. Họ đã xoay ba lô rất là đẹp như này luôn. Họ phun sơn các bạn xem rất là bóng loáng luôn.
Đó, khi bạn đang xem trên màn hình nhỏ các bạn cũng thấy ảnh của mình đúng không ạ? Đó, rất là công phu. Mình cũng xin nói lại đây là đội thợ mạnh nhất ở trong thôn mình. Đó, đầu tư máy móc thì miễn chê luôn. Và họ cũng là ông thợ rất là cứng, gọi là ba ông thợ tài ba. Rồi ok chào bạn. Và nếu mà các bạn quan tâm video của mình thì các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất từ kênh Lai Châu Vlog nhé.